Lầu đế tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 20 tháng 8, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài kỷ niệm 25 năm công bố thông điệp Ánh Quang Chân Lý và bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc truyền giảng tin mừng. Sau đó chúng tôi sẽ điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua và cuối chương trình Thanh Hiển sẽ thuật lại câu chuyện của Đức Hồng Y. Ercilio Tonini, chứng nhân tuyệt vời về niềm hy vọng đời sau. Bây giờ Xuân Khánh xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phê-rô trưa Chúa Nhật hôm qua. Giêsu chính là bánh ban sự sống được trao ban cho chúng ta qua lễ hy sinh của Ngài. Chúng ta được lãnh nhận bánh sự sống đó khi đến với bàn tiệc thánh thể. Nhờ đó, chúng ta được hiệp thông vào sự sống của Chúa Giêsu, trở nên đồng điệu với Ngài trong các tâm tình cũng như cách hành xử. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiệp thông với Chúa Giêsu, bánh ban sự sống trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 19 tháng 8, Đức thánh cha Francisco mời gọi các tín hữu siêng năng tham dự thánh lễ và rước mình thánh Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức thánh cha nói: Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay dẫn chúng ta vào phần thứ hai của bài diễn từ của Chúa Giêsu tại hội đường ở ca naum sau khi đã cho đám đông dân chúng được ăn no từ năm chiếc bánh và hai con cá, sau khi đã làm phép lạ là hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu giới thiệu mình như bánh hằng sống từ trời xuống, là bánh ban sự sống đời đời. Và Ngài nói thêm, bánh ta sẽ ban là chính thịt ta để cho thế gian được sống. Đoạn tin mừng này có tính chất quyết định và thật sự nó đã khiến cho các thính giả phải phản ứng. Họ bắt đầu tranh luận với nhau. Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? khi dấu chỉ bánh được chia sẻ cho thấy ý nghĩa thật sự của nó đó là sự trao ban chính mình làm của lễ hy sinh thì lại xuất hiện sự không hiểu lại nổi lên cả sự chối từ chính đấng mà không lâu trước đó họ muốn tôn phong chúng ta nhớ rằng chúa giêsu phải tránh đi phải ẩn đi bởi vì họ muốn tôn phong ngài lên làm vua giây phút vinh thắng rồi sau đó chối bỏ bởi vì họ không thích những lời này của Chúa Giêsu. Dựa trên lời khẳng định của Chúa Giêsu, nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu con người, các ngươi sẽ không có sự sống nơi mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng bánh sự sống là chính Chúa Giêsu được ban tặng qua cái chết hy sinh của Ngài. Đức Thánh Cha nói, thịt và máu trong ngôn ngữ thánh kinh diễn tả con người cụ thể. Dân chúng và chính các môn đệ nhận ra rằng Chúa Giêsu mời gọi họ hiệp thông với Ngài, mời gọi họ ăn Ngài, con người của Ngài, để chia sẻ với Ngài món quà sự sống cho thế gian, hơn là chiến thắng và áo ảnh của thành công. Chính qua lễ hy sinh, Chúa Giêsu ban tặng chính Ngài cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích rằng, bánh sự sống này, bí tích mình và máu Chúa Kitô được ban tặng nhân không cho chúng ta trong bàn tiệc thánh thể. Ở nơi bàn thờ chúng ta tìm thấy điều giúp chúng ta không còn đói khát về thiên liêng, hôm nay và mãi mãi. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, trong một nghĩa nào đó, chúng ta tham dự trước nước trời trên trần thế, bởi vì từ lương thực thánh thể, mình và máu Chúa Giêsu chúng ta học điều gì là sự sống vĩnh cửu đó là sống nhờ chúa như chúa nói kẻ anh ta sẽ sống nhờ ta thánh thể tạo hình chúng ta bởi vì chúng ta không chỉ sống cho chính mình nhưng sống cho chúa và cho tha nhân hạnh phúc trong cuộc sống và cuộc sống vĩnh cửu hệ tại ở việc chúng ta có khả năng làm cho tình yêu tin mừng được sinh sôi khi chúng ta lãnh nhận thánh thể hay không Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiệp thông với Chúa Giêsu qua thánh thể và nhắc các tín hữu tham dự thánh lễ và rước mình thánh Chúa. Đức Thánh Cha nói: Hôm nay như ngày xưa đó, Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta: Nếu các con không ăn thịt và uống máu con người, các con không có sự sống nơi các con. Đó không phải là lương thực vật chất, nhưng là bánh sự sống và hàng sống trao ban chính sự sống của Thiên Chúa. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta nhận chính sự sống của Thiên Chúa, và để có sự sống này, chúng ta cần nuôi dưỡng mình bằng tin mừng và tình yêu tha nhân. Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu nuôi dưỡng mình bằng chính mình và máu ngài, chúng ta có thể cảm thấy cần tranh luận và chống lại, như những thính giả trong bài tin mừng hôm nay đã làm. Điều này xảy ra khi chúng ta không thể sống theo cách thế của Chúa Giêsu, khi chúng ta khó phản ứng theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian. Khi nuôi dưỡng mình bằng lương thực này, chúng ta có thể hoàn toàn trở nên đồng điệu với Chúa Kitô, với các tâm tình cũng như cách hành xử của Ngài. Do đó, hiệp thông với Chúa thật là quan trọng thật là quan trọng khi tham dự thánh lễ và rước lễ, bởi vì đó là lãnh nhận mình Chúa Kitô, là lãnh nhận Chúa Kitô đấng biến đổi chúng ta từ bên trong và nhận Chúa Kitô hàng sống, đấng chuẩn bị chúng ta lãnh nhận nước trời. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ ý muốn hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô của các tín hữu khi nuôi dưỡng mình với thánh thể của Ngài để đến lượt mình các tín hữu cũng trở thành bánh được bẻ ra cho anh chị em. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin. Angelus Domini, nun si Marie. E concepit de Spiritus Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto pendi Gesù. Santa Maria, Mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. ecce ancilla domini, Fiermi mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre. Amen. El verbo un caro factum est. Et in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre. Amen. Ora pronubi Santa dei Genitri. Udini e fresciamo, in Vos Christi. Grazie a an tu, anche Domine, questo, Domini e menti vostri si infunde. Utieni l'annunziante, Cristo, Fili, tu, incarnazione in cognovim, per passione meglio se crucem, a resurrezione e gloria perducamo. Previeni in Cristo, Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicoteerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicoteerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicoteerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc in nos quo in saeculo aiutor nostro in nomine domini qui fecit caelum et terra benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen quý vị đang nghe chương trình tiếng việt đài vatican Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài kỷ niệm 25 năm công bố thông điệp Ánh Quang Chân Lý và bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc truyền giảng tin mừng. kính thưa quý vị thính giả, cách đây 25 năm, Đức Giáo Hoàng do anh Phaolô II đã công bố thông điệp Veritatis Splendor, ánh quang chân lý, hướng tới các giám mục của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Thông điệp là một suy tư thần học về các vấn đề nền tảng trong giáo huấn luân lý của giáo hội dựa trên các thánh kinh và trong truyền thống tông truyền sinh động nó chỉ muốn nhắc lại một số chân lý cơ bản liên quan đến các vấn đề luân lý mà trong bối cảnh của thời đại này có nguy cơ bị bóp méo hoặc bị vứt bỏ đi lý do là vì con người ngày nay đang tìm cách tách rời tự do khỏi chân lý và vì vậy có nhiều lập trường thần học luân lý dù méo mó lệch lạc cũng được phổ biến ngay trong các chủng viện và phân khoa thần học của giáo hội chính vì thế thông điệp là một chia sẻ ưu tư với hàng giám mục và là lời kêu mời các vị nỗ lực thi hành chức vụ chăm lo giữ gìn giáo lý tinh tuyền của giáo hội trong nghĩa này thông điệp ánh quang chân lý là phản ứng chống lại những sai lệch của một số thần học gia thông điệp gồm ba phần phần thứ nhất là phần kinh thánh dùng phương thức chú giải để quản diễn trình thuật tin mừng về người thanh niên giàu có Phần một này đã nhắc lại một số trục chính trong nền luân lý Kitô để dựa theo đó mà triển khai các luận chứng sẽ được trình bày trong phần thứ hai. Phần hai này là phần bàn luận theo một phong cách xít sao mà thận trọng về các lập trường thần học luân lý sẽ là lệch lạc thường gặp thấy trong một số sách báo xuất bản tại châu Âu cũng như châu Mỹ là một bản liệt kê các sai lệch để vạch rõ và để chỉnh đốn chúng lại dựa theo nhãn quan thần học chịu ảnh hưởng tân học thuyết Tô Ma. Sau cùng, phần thứ ba minh họa cho thấy viễn tưởng tình trạng mà giáo hội và thế giới sẽ đạt tới nếu biết sống theo một nền luân lý, biết mở rộng lòng ra để đón lấy sức sống từ ánh quang chân lý. Phần thứ nhất của thông điệp diễn giải ý nghĩa cuộc gặp gỡ và đối thoại của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có. Câu người thanh niên hỏi Chúa, tôi phải làm gì để có cuộc sống đời đời, cho thấy nỗi khắc khoải đi tìm cho biết về ý nghĩa trọn vẹn của cuộc đời và chính là niềm ngưỡng vọng hướng về sự thiện tuyệt đối. Hơn thế nữa, câu hỏi ấy là chính tiếng vang vọng của lời mời gọi mà Thiên Chúa là nguyên lý và là cứu cánh tối hậu của đời con người, đã và đang không ngừng giống lên trong cuộc sống con người lời Chúa đã đi bước trước, đã đưa ra sáng kiến trước khi con người nhận biết được là mình cần phải có những cố gắng trong lãnh vực luân lý. Khi tuyên bố là chỉ có một đấng tốt lành duy nhất, Chúa Giêsu cho người thanh niên hiểu rằng tự vấn về sự lành, tức là trung quy cũng có nghĩa là quay về với Thiên Chúa, là sự lành, sự thiện trọn vẹn. Đạo đức học và khoa thần bí học được hiểu như là thái độ mở lòng để đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa vì thế đời sống luân lý sẽ mang diện mạo của một thái độ trả lời cần phải có đối với các sáng kiến nhưng không mà tình yêu thiên chúa đã đề ra qua nhiều cách thế suốt trong tiến trình quan hệ với loài người đời sống ấy là một lời đáp trả tình yêu nó được mời gọi để phản ánh vinh quang của thiên chúa thế nên dạng thức của một mẫu đạo đức học được giới thiệu ở đây là nền luân lý của trách nhiệm có sự sống của thiên chúa làm nền tảng và cứu cánh tối hậu, bao giờ tự do của con người cũng có bổn phận phải tiến hành sinh hoạt của mình một cách có trách nhiệm. Các điều luật mà Đức Kitô nhắc lại cho người thanh niên giàu có biết không phải là chỉ được dành cho người Kitô không thôi, mà là cho tất cả mọi người, người có lòng tin cũng như người không tín ngưỡng. Luân lý Kitô là luân lý phổ quát, là luân thường đạo lý của mọi người. Đặc biệt, Chúa Giêsu muốn người thanh niên chú ý tới điểm cốt lõi của thập giới, đó là ta là gia vê thiên chúa của ngươi. Và về với điểm tổng kết toàn bộ lề luật, tức là giới luật về tình yêu thương đối với tha nhân. Đó là bước đầu tiên trên đường tiến tới tự do. Hai điều luật mến chúa yêu người gắn liền nhau không thể tách rời tính cách tương quan liên đới ấy giữa hai điều luật mến chúa yêu người sẽ cho thấy rõ là thần học luân lý có bổn phận phải lưu ý để tránh gây ra tình trạng đối đầu giữa thần luật và luật tự trị trong lãnh vực đạo đức học sự tự do của con người và luật của thiên chúa thật không chống đối nhau nhưng cần phải tựa vào nhau và đi sóng đôi với nhau Người môn đệ biết rằng lời mời gọi gửi đến cho mình là một lời kêu gọi đi đến với sự tự do, sống trong tự do. Tuy nhiên, đó không phải là bất cứ thứ tự do nào, tự do của tình yêu mới thật sự xứng đáng được gọi là tự do Kitô và nhân bản, tức là tự do làm cho con người trở thành con cái trong người Con. Đó là sự tự do được dành cho mọi người không trừ một ai và là sự tự do mà ai cũng thấy là nằm trong tầm tay của mình khi biết để cho thần linh hướng dẫn. Phần 2 trình bày việc nhận định của giáo hội về một số khuynh hướng trong nền thần học luân lý hiện đại. Đã có những khuynh hướng lệch lạc trong nền thần học luân lý ngày nay vì các thần học gia đã dựa quá nhiều vào lối suy nghĩ của thế gian này để diễn tả tư tưởng của mình thông điệp còn xác minh rõ hơn về điều đó khi nhận định rằng thế giới ngày nay đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ thuyết tương đối của chủ trương chối bỏ quan hệ lệ thuộc cố hữu của sự tự do đối với chân lý phần này khai triển các đề tài thần học lớn tự do và lề luật tự quyền và thần quyền lương tâm và chân lý lựa chọn căn bản và những thái độ xử sự cụ thể hành vi luân lý cứu cánh và thuyết cứu cánh phần thứ ba của thông điệp bàn về sự thiện luân lý trong đời sống giáo hội và thế giới. Từ các suy tư và nhận định thần học nêu lên trên đây, nêu lên nhằm cổ vũ công tác chăm lo bảo toàn cho nguyên vẹn, mối liên hệ cớ hữu giữa sự thật, sự thiện và tự do con người. Đức Giao An Phao Lô đã rút ra một số kết luận quan hệ đến đời sống người Kitô, quan hệ đến xã hội, đến công tác phúc âm hóa mới, cũng như quan hệ đến sứ mạng của các nhà thần học luân lý đương nhiên mục tiêu không phải chỉ là để vạch trần những quan điểm sai lạc nhưng tích cực mà nói còn là để không ngừng quy hướng tầm nhìn về với đức giê xu chịu đóng đinh đấng đã vén mở cho thấy ý nghĩa đích thực của tự do và đã sống sung mãn ý nghĩa ấy qua hành động tự hiến trọn vẹn chính con người của mình Chính vì thế, các nhà thần học có bổn phận phải chăm lo làm sao để luân lý đừng bị tách rời ra khỏi đức tin và để nêu bật những giá trị mới mẻ, cùng sức mạnh lớn lao mà chính đức tin Kitô đã mang lại, hầu soi sáng và tăng cường cho khả năng phán đoán của con người. Mới mẻ và lớn lao so với những gì một môi trường văn hóa cụ thể có thể cung ứng cho cuộc sống của một con người tiếp đến là phần trình bày khá dài về hành động tử đạo nhận định rằng đó chính là thái độ hùng hồn nói lên lòng tán dương thành phục đối với tính chất bất khả vi phạm của luật chúa thông điệp cũng cho thấy rằng các quy tắc phổ quát và bất biến của luân lý là để phục vụ con người và xã hội luân lý đạo đức cũng góp phần phục vụ cho cả công tác canh tân đời sống xã hội và chính trị nữa luân lý đánh đổ đến tận gốc chính sách cực quyền chối bỏ phẩm giá siêu việt của con người là hình ảnh của thiên chúa vô hình luân lý vạch trần cả hàng loạt thái độ hành động làm thương tổn nhân phẩm giữa một thế giới thấm nhiễm nặng ảnh hưởng của các phong trào tư tưởng chủ quan vị lợi và tương đối như thế giới chúng ta ngày nay việc tuyên báo và giới thiệu luân lý tất sẽ mang lại một phần đóng góp lớn cho công tác tân phúc âm hóa Thông điệp kết thúc với lời mời gọi các giám mục thi hành trách vụ giám sát của mình nhằm bảo toàn hoàn hảo phẩm chất tinh tuyền của giáo lý. Đặc biệt, các vị phải lo ân cần lưu tâm để sẵn sàng khẳng định rõ lại các tính chất phổ quát và bất biến của các giới luật luân lý và cách riêng là của những giới luật cấm chỉ một cách tuyệt đối các hành vi xấu tự nội tính. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, dành cho phóng viên Amedeo Lomonaco của chương trình Ý ngữ Đài Vatican vào ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua. Thưa Đức Cha, thông điệp ánh quang chân lý, Đức Gioan Phao II công bố cách đây 25 năm hướng tới các giám mục của giáo hội công giáo toàn thế giới Thư Đức Cha, thông điệp này đã được công bố trong bối cảnh nào? Thông điệp ánh quang chân lý của Đức Doan Phaolô II suy tư về các vấn đề nền tảng trong giáo huấn luân lý của giáo hội và trình bày các lý do của một giáo huấn luân lý dựa trên thánh kinh. Con người thời nay phải hướng tới Chúa Kitô để có từ Ngài câu trả lời cho biết điều gì là sự thiện, điều gì là sự dữ. Thông điệp đã được công bố trong một bối cảnh văn hóa đã thay đổi rất bị xác định bởi một khuynh hướng duy đời, cũng như bởi một chủ trương tương đối hóa triết học. Nó cho thấy các điểm nền tảng tồn tại như các nhắc nhở đối với giáo lý Kitô giống như tựa đề tác phẩm các điểm chắc chắn của thần học gia Paul Liên quan tới các điểm chắc chắn Thánh Giáo Hoàng do Alpha II muốn nói gì khi đề cập tới các chân lý bất di bất dịch, các luật lệ luân lý đại đồng, thưa Đức Tre Trước hết khi chúng ta nói tới chân lý, chúng ta phải luôn luôn có một ý niệm năng động về nó. Chân lý không phải là một chiều kích bị đóng chặt bất động. Đối với tín hữu Kitô, chân lý trước hết là lời sống động mà Chúa đã để lại cho chúng ta. Chúng ta không được quên điều Chúa Giêsu đã nói, "Ta là đường, là sự thật và là sự sống." Như vậy chiều kích của chân lý mở ra cho một cuộc gặp gỡ cá nhân, đó là chân lý của tin mừng đó là sự thật được đại diện bởi con người của Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì là nội dung mà Chúa Giêsu đã muốn thông truyền cho các môn đệ Ngài và từ các tông đồ đã đến với chúng ta là một sự thật luôn ngày càng rộng mở cho một khám phá mầu nhiệm đã được mặc khải. Có vài điểm nền tảng tồn tại như các cột đá chỉ đường trong giáo huấn tín lý và luân lý của giáo hội các yếu tố này tồn tại trong tính cách không thay đổi hay bất biến của chúng đương nhiên là tất cả những điều này đòi hỏi một công việc giải thích từ phía các nhà thần học như thông điệp ánh quang chân lý nêu bật luật lệ bất biến dựa trên chân lý của tin mừng nguyên tắc yêu cầu được đưa vào vẫn có giá trị của nó trong tiêu chuẩn phán xử cần liên tục được mở ra bởi việc khám phá ra sự thật của lời chúa như vậy là chúng ta đang đứng trước một sự năng động của chân lý thường hằng gắn liền một cách chặt chẽ với truyền thống. Thưa Đức Cha, như vậy là có một sự tiếp nối luôn luôn được canh tân, có đúng thế không? Tuyệt đối đúng như vậy. Theo ý tôi, giáo hội công giáo không thể chấp nhận một tư tưởng sự thật đóng kín trong chính nó. Tự bản chất của nó, chân lý quy chiếu lòng trung thành và cả sự tự do nữa. Sự thật sẽ khiến cho các con tự do. Một sự thật luôn luôn rộng mở cho một sự thật cũng khiến cho mỗi một tín hữu, mỗi một người khám phá ra một chân lý sâu xa hơn. Tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi một sự trung thành. Tương quan giữa sự trung thành và sự thật là một mối dây đặc thù của quan niệm kinh thánh về chân lý. Như thế việc đọc hiểu này, công việc giải thích này đòi hỏi sự trung thành – có vài lãnh vực trong giáo hội chỉ trích Đức Thánh Cha Francisco bởi vì theo họ, Ngài đã xa rời giáo lý công giáo và đặc biệt họ quy chiếu thông điệp ánh quang chân lý. Thưa Đức Cha, Đức Cha trả lời sao về vấn đề này? Không bao giờ được sử dụng huấn quyền một cách lèo lái để đưa ra một đối nghịch trong sự phát triển của giáo lý. Khi có một việc sử dụng lèo lái thì khi đó tôi sợ là không có ước mong khám phá sự thật và cũng chẳng có một sự trung thành đối với truyền thống của giáo hội. Tôi nghĩ rằng không có một lý cớ nào để phải phản đối huấn quyền của Đức Thánh Cha Phan Cô dưới ánh sáng của huấn quyền đi trước. Trái lại cần nêu bật bao nhiêu tiếp nối có được trong sự phát triển. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cũng là điều quan trọng đọc hiểu một cách chú ý tất cả giáo huấn của Đức Thánh Cha Phan Cô chứ không phải chỉ đọc một vài can thiệp của Ngài bức khảm đá màu được làm thành bởi tổng thể của các mảnh đan ghép, chứ không phải bởi một mảnh ghép mà thôi. Thưa Đức Cha, như thế giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco là một bức khảm đá màu không thể được đọc một cách duy nhất bằng các mảnh nhỏ riêng rẽ. Vậy đâu là gương mặt của huấn quyền của giáo huấn cao quý của Đức Thánh Cha Francisco? Đó là giáo huấn của một sự rộng mở to lớn trong công trình loan báo tin mừng, giáo huấn của việc đừng thực hiện trước điều luật của việc loan báo. Với tôi xem ra các mức độ yếu tố cần phải như thế này. Việc gặp gỡ với con người của Đức Giêsu, việc loan báo liên lỉ mà giáo hội phải làm mà các chủ chăn được mời gọi làm để đi gặp gỡ tất cả mọi người. Đó là ý tưởng của giáo hội đi ra và như thế cũng là khả năng như được nói trong thông điệp niềm vui phúc âm, khả năng đồng hành với thời đại chúng ta bước đi bên cạnh nó để hiểu biết nó để thực sự hiểu những gì là các nhu cầu và đòi hỏi của nó và đôi khi có lẽ để lùi lại đằng sau một bước như vậy nổi lên chiều kích chỉ duy nhất vì đòi buộc của lòng thương xót năm thánh lòng thương xót đã là một dấu chỉ cụ thể cho thấy đức thánh cha Phan Cô nhận diện và định hướng chiều đại của ngài như thế nào trong phần thứ ba của buổi phát Kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua lễ trọng Đức Mẹ Hồn xác lên trời 15 tháng 8 rơi vào ngày thứ tư, do đó Đức Thánh Cha không tiếp kiến chung các tín hữu như thông lệ. Thay vào đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh phê -rô. Giải thích về thực tại Đức Maria được Thiên Chúa ân thưởng cả hồn và xác lên trời, Đức Thánh Cha nhắc rằng Thiên Chúa muốn cứu chuộc con người cả hồn và xác và Ngài nói rằng ân ban hồn xác lên trời mẹ Maria nhận được, nhắc nhở chúng ta biết phục vụ Thiên Chúa và tha nhân bằng cả con người mình, cả hồn lẫn xác. Nếu chúng ta thực hiện điều này thì trong ngày phục sinh, số phận của chúng ta sẽ giống số phận của mẹ Thiên Quốc. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc lên trời cả hồn lẫn xác là một đặc ân được ban cho mẹ Thánh của Thiên Chúa vì sự kết hiệp đặc biệt của mẹ với Chúa Giêsu đây là một sự hiệp nhất thân xác và tinh thần đã bắt đầu với biến cố truyền tin và chín mùi trong toàn cuộc sống của Đức Maria qua việc tham dự đặc biệt của mẹ vào mầu nhiệm của con mẹ. Bề ngoài cuộc sống của Đức Mẹ diễn ra như cuộc sống của một phụ nữ bình thường thời đó, cầu nguyện, quán xuyến gia đình và nhà cửa, đi đến hội đường. Nhưng mỗi hành động thường ngày luôn luôn được mẹ chu toàn trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giêsu và trên núi sọ sự kết hiệp ấy đạt tột đỉnh trong tình yêu, trong sự cảm thương và khổ đau của con tim. Vì thế Thiên Chúa đã ban cho mẹ một sự tham dự tràn đầy vào cả sự sống lại của Chúa Giêsu nữa. Thân xác mẹ đã được giữ gìn khỏi sự hư nát như thân xác của con mẹ. Đó là điều kinh tiền tụng thánh lễ công bố, lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã không muốn cho đấng đã sinh ra Chúa của sự sống biết tới sự hư nát của mồ chôn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa phụng vụ của ngài lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giúp chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn, hồn và xác. Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác mà ngài đã nhận lãnh từ mẹ Maria và đã lên với Thiên Chúa Cha với nhân tính được biến đổi của ngài. Việc lên trời của Đức Maria thụ tạo ban cho chúng ta sự xác nhận số phận vinh quang của chúng ta. Các triết gia Hy Lạp xưa đã hiểu rằng linh hồn con người được chỉ định cho hạnh phúc sau cái chết. Tuy nhiên, họ đã khinh rẻ thân xác, coi nó là nhà tù của linh hồn và không quan niệm rằng thiên chúa đã đặt định cả thân xác của con người cũng hiệp nhất với linh hồn trong hạnh phúc trên trời nữa. Điều này, sự sống lại của thịt xác là một yếu tố riêng của mặc khải Kitô, một điểm nền tảng đức tin của chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng thực tại tuyệt vời của biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản dị con người và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta được mời gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa với toàn con người mình, hồn và xác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với thân xác không thôi sẽ là một hành động của nô lệ. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với linh hồn không thôi sẽ trái nghịch với bản tính nhân loại của con người một giáo phụ lớn của giáo hội là Thánh Ireneo đã khẳng định rằng vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động và cuộc sống của con người là nơi diệt trong thấy Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xác tính rằng nếu chúng ta phục vụ Thiên Chúa trong tươi vui được diễn ra trong việc phục vụ các anh chị em khác thì số phận của chúng ta trong ngày sống lại sẽ giống như số phận của mẹ thiên quốc của chúng ta. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Phan Cô đã phó thác cho mẹ Maria đứng an ủi kẻ ưu phiền, mọi âu lo và khắc khoải của những người ở biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này đang phải đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Đức Thánh Cha xin mẹ Thiên Quốc ban cho mọi người sự an ủi, lòng can đảm và bình an. Ngài cũng đặc biệt nghĩ tới những người đang chịu thử thách trong tai nạn sập cầu xa lộ tại Genova, Bắc Italia vào ngày 14 tháng 8 trước đó, khiến cho nhiều người chết và dân chúng hoang mang. Ngài phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người đã thiệt mạng và bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ, với các người bị thương và phải di tản vì biến cố thê thảm này. Đức Thánh Cha mời mọi người cùng Ngài đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các nạn nhân. Cầu Morandi trên xa lộ A10 tại Genova, Bắc Italia, xây hồi thập niên 1960, đã bị sập sáng thứ Ba 14 tháng 8 vừa qua, khiến cho hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, hơn 600 người và 311 gia đình phải di tản khỏi vùng bị tai nạn. Cũng trong ngày 15 tháng 8 này, mọi giáo sứ trong Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia, đã có các thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân dù sập cầu Morandi. Trong thông cáo công bố sau tai nạn, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, đã xin các cha xứ toàn giáo phận cử hành thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân và toàn thành phố để bày tỏ tình liên đới với các thân nhân của họ và những người bị thương. Đức Hồng Y cũng chân thành ca ngợi và cảm ơn các toán cứu trợ mau chóng làm việc không ngưng nghỉ để giải cứu các nạn nhân. Tai nạn sập cầu cho thấy sự giòn mỏng của các cơ cấu dân sự, nhưng cũng cho thấy tinh thần và ý thức công dân cao độ của thành phố. Đức Hồng Y cầu mong nó củng cố và gia tăng tình yêu thương của dân chúng đối với nhau và đối với thành phố Genova, là thành phố có lịch sử thương mại, kinh tế, xã hội, gặp gỡ, cởi mở trên nhiều bệnh viện. Đức Hồng Y Guantero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Tổng thống Mattarella và nhiều tổ chức đạo đời cũng đã chia buồn và tỏ tình liên đới với các nạn nhân dù sập cầu tại Genova. Tổng thống Matarella khẳng định rằng cần phải diệt xét một cách nghiêm chỉnh các lý do của tai nạn. Người dân Italia có quyền có các cơ cấu hạ tầng tối tân và hữu hiệu, đảm bảo an ninh cho cuộc sống của họ. Vì thế, các kiểm soát, phòng ngừa và tối tân hóa hệ thống giao thông phải luôn là trọng tâm của các cơ quan chính quyền và các cơ cấu đầu tư tư nhân trên mọi bình diện. Đặc biệt trong ngày 15 tháng 8 vừa qua, một bổ nhiệm quan trọng tại Vatican đã được Đức Thánh Cha công bố. Vài tháng sau khi Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và vị trí quan trọng này bị chống cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Edgar Peña Pera, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, làm tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của tòa thánh. Đức Tổng Giám mục Para sinh năm 1960 tại Maracaibo bên Venezuela, thụ phong linh mục năm 1985. Ngài đậu tiến sĩ giáo luật và gia nhập ngành ngoại giao từ năm 1993. Đức Tổng Giám mục đã phục vụ tại các nhiệm sở ngoại giao tòa thánh ở các nước Kenya, Yugoslavia, cũng như tại văn phòng quan sát biên tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở Geneva, và sau đó tại các tòa sứ thần bên Nam Phi, Honduras và Mexico. Năm 2011, Đức Tổng Giám Mục được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Pakistan và từ năm 2015 là Sứ Thần Tòa Thánh tại Mozambique. Đức Tổng Giám Mục thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Serbo Croat. Đức Tân Phụ Tá Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới ngày 15 tháng 10 tới đây. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng ban Baltic là Lithuania, Lettonia và Estonia trong các ngày 22 tới 25 tháng 9 tới đây. Đức Hồng Y Philippe B. Jordan, Giám quản Tông Tò, Estonia, mời gọi tín hữu toàn nước này lăn hạt măng côi và dân một ngày ăn chay để cầu nguyện cho chiến công du. Ngài viết trong sứ điệp, mọi biến cố lớn đều bao gồm hàng ngàn chi tiết và thực ra mỗi chi tiết nhỏ đều có nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy thực thi nó với tình yêu thương. Nếu có ít tình yêu thì cả nhiệm vụ lớn lao nhất cũng trở thành vô nghĩa, trong khi nếu có nhiều tình yêu thương thì cả hành động nhỏ bé nhất cũng trở thành quan trọng. Trong dòng lịch sử, các kỳ tư hữu đã chuẩn bị cho các biến cố lớn bằng cách cầu nguyện và ăn chay. Chiến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn là một biến cố quan trọng đối với giáo hội công giáo tại Estonia và từng tín hữu công giáo. Giờ đây, chiến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang đến gần. Tôi xin mọi người chuẩn bị mạnh mẽ hơn nữa. Đức Cha Jordan đặc biệt xin tín hữu lần hạt mân côi và dành ra một ngày ăn chay, có thể là ngày mùng 1 tháng 9, để cầu nguyện cho chiến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Trước khi kết thúc chương trình, Thanh Hiển xin thuật lại câu chuyện của Đức Hồng Y. Ercilio Tonini, chứng nhân tuyệt vời về niềm hy vọng đời sau. Ngày 28 tháng 7 năm 2013, Đức Hồng y Exilio Tonini qua đời hưởng thọ 99 tuổi tại Ravenna, thành phố mà Đức Hồng y đã là giám mục trong một thời gian lâu dài. Cuộc đời của ngài là một chứng nhân đẹp về một cuộc sống trường thọ trong ân nghĩa Thiên Chúa. Exilio Tonini sinh ngày 20 tháng 7 năm 1914 tại một nông trại ở Cantovera là con trai của những người nông dân. Cha của Tonini, ông Cesare, là một trong những người lính được gửi đến Piave. Mẹ của Tonini, bà Celestina, là một mẫu gương sống đạo tốt lành. Chính bà là người đã truyền cho các con một đức tin sâu sắc. Hình ảnh cùng với mẫu gương tốt lành đạo đức của người mẹ luôn được ghi dấu trong ký ức của Tonini, ngay cả trong giai đoạn xế chiều cuộc đời của Đức Hồng y hình ảnh của người phụ nữ này luôn luôn hiện diện và gần gũi như một bóng mát cho cuộc đời của Ngài. Người mẹ của Đức Hồng Y thật vậy, như là một cây cổ thụ có một bộ rễ mọc sâu trong lòng đất, kín múc những ân sủng của Thiên Chúa và trao ban cho mọi người, đặc biệt là dành cho các con. Nếu có ai hỏi Đức Hồng Y rằng qua ai mà Ngài đã học được ánh mắt, lòng thương xót, cảm thông đối với con người, Ngài trả lời ngay rằng, mẹ tôi, cái nhìn của bà Chúng ta cần phải trải nghiệm tình yêu đích thực này trong cuộc sống để hiểu rằng đôi tay của bạn, ánh mắt của bạn là những điều tốt lành mà bạn phải giữ gìn. Cậu bé Tonini bắt đầu bước vào hành trình dân hiến vào năm 11 tuổi. Năm 1937, Tonini được thụ phong linh mục. Sau thế chiến thứ hai, cha Tonini làm cha sở ở San Somajore một thời gian dài. Năm 1969, được đức thánh cha phaolô đệ lục tấn phong giám mục, ngài là giám mục trước hết ở Matera và sau đó là Torrentino. Chính đức thánh cha phaolô đệ lục biết về niềm say mê báo chí của đức cha Tonini, nên ngài đã được chọn làm giám đốc của tờ báo Avvenire tương lai, một tờ báo công giáo nổi tiếng tại Italia. Trong số vụ này, đức hồng y đã hăng hái làm việc một cách tích cực trong những năm 90, Ngài được mời tham gia chương trình 10 Điều Răng, trở thành một gương mặt nổi tiếng và thân thiết với khán giả truyền hình. Năm 1994, Đức Thánh Cha Doan Phaolô Đệ Nhị đã chọn Ngài là Hồng Y. Đức Hồng Y có vóc dáng nhỏ, đằng sau cặp kính là ánh mắt sáng ngời và sắc bén nhưng tốt lành. Một người đàn ông luôn có tinh thần cầu tiến, trau dồi kiến thức, hiểu biết sâu sắc và am tường về triết học niềm say mê đối với con người khiến cho nhà thần học luôn cúi mình xuống các tờ báo để nắm bắt được dấu chỉ của sự tiến bước của lịch sử. Lịch sử cuộc đời của Đức Hồng Y gắn liền với thế kỷ 20. Ngài có một trí nhớ rất tốt. Ngài có thể nhớ những điều từ những năm 30 như mới xảy ra hôm qua. Ngài dễ gây ấn tượng với người đối thoại bởi vì dường như Ngài có tiếng nói trước một thế kỷ. Ba năm trước Thế chiến thứ hai, Ngài đã là một linh mục Ngài kể rằng có một người lính Đức xưng tội với Ngài, rồi sau đó trước khi bị giết chết, anh đã gửi cho Ngài lá thư của người con gái bé nhỏ của anh. Với hành động này, vị linh mục trẻ hiểu ngay rằng kẻ thù cũng là con người và cần phải ôm lấy anh ta. Nhưng theo cha, tình thương này không phải là một sự cảm thông lý thuyết mà phải được viết bằng máu thịt. Người ta kể lại rằng khi Đức Hồng Y Tonini mời một người nào đó ăn tối, Người được mời sẽ biết ngay những món mà mình sẽ được khoản đãi, vì các bữa ăn của ngài rất đơn giản, không thay đổi món ăn. Nhưng ngược lại, những câu chuyện của Đức Hồng Y sẽ đưa người được mời trở về với thời gian trước đây và luôn luôn bắt đầu từ thế kỷ thứ 20, với những kẻ vô chính phủ, những cuộc đình công làm cho nhiều người chết, hoặc tất cả những sự kiện mà Đức Hồng Y đã trải qua trong cuộc đời. Đức Hồng Y Tonini có một niềm tin vào con người Ngài luôn khích lệ những người sống xung quanh có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ngài là con người của trí tuệ và can đảm trong sự tự do của Ngài. Tất nhiên, sự tự do chọn lựa đến mục đích đều tốt đẹp. Năm này qua năm khác, ở San Gomajore, Đức Hồng Y không mệt mỏi ngồi ở tòa giải tội, có khi 3 đến 4 giờ một ngày chỉ để nghe tội. Điều này không làm ngài sao lãng, thiếu tập trung và việc cử hành bí tích quan trọng này về việc bác ái đức hồng y được biết đến là người luôn quan tâm hỗ trợ người nghiện ma túy người già người bệnh những người này luôn nhận được từ nơi đức hồng y một động lực mạnh mẽ để vui sống cuộc đời của đức hồng y chiếu sáng cho đến tận những ngày ngài chuẩn bị về với chúa trong những ngày này nếu có ai hỏi ngài về ngày ngài sẽ từ giã trần gian này và về với chúa thì đức hồng y trả lời ở bên kia sự chế sẽ là một điều rất đẹp bởi vì cuối cùng chúng ta sẽ thấy tất cả lịch sử cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn nói rằng, chúng ta sẽ thấy lịch sử cuộc đời của mỗi người chúng ta từ lúc khởi đầu, từ lúc Thiên Chúa thụ thai chúng ta trong tư tưởng của Ngài. Bởi vì mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa nghĩ đến thiết định từ khi bắt đầu của thời gian. Đây là một viễn tượng tuyệt vời. Con mắt của chúng ta sẽ được đặt ở một chân trời vô tận, ở nơi nó được tạo dựng chúng ta sẽ được Chúa Giêsu ôm lấy. Đây sẽ là một hạnh phúc không thể nào tưởng tượng được, so sánh được. Những lời này của Ngài thật đúng như một số nhà báo nhận định. Đức Hồng Y là con người luôn sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến lầu tua Jesu Christus ngợi khen chúa Jesu kitô